Đây chúng ta phân tích một số cái bệnh liên quan đến cái mạch này. Đấy, ngay cái bài đầu tiên chúng ta đã phân tích được mấy bệnh. Các bệnh thường gặp. Những cái bệnh này liên quan đến hiện tượng là gì? Máu nó chưa lên nguồn, cho nên là chưa có chai được cái mã lỗi gì cả, đúng không? Đấy. Bệnh một đi. Bệnh một. Chúng ta quan sát bật công tắc thì không nghe tiếng dơ re bóng và thấy cái trở lại nó cháy đen. Đó là bật công tắc. Hiện tượng. Hiện tượng. Bật công tắc. Không thấy dơ le nóng. Đấy. Bật công tắc không thấy dơ le nóng thì chúng ta lưu ý là nguồn xung này không chạy, dơ le cũng không đóng, con này không chạy, dơ le cũng không đóng này. Nhưng nếu mà con này không cháy thì đây nó không chập. Quan sát con này cháy đen. Kiểm tra thấy R72 cháy đen và có thể đứt, đã bị đứt rồi, đúng không? Con này cháy đen này. Tạo thành xóa góc này. Vậy thì nguyên nhân cái này chính là do chập nguồn 300V. Chập nguồn 300V. Đấy, bây giờ chúng ta đo cái nguồn 300V này xem có chập. Đúng là chập không? Nếu như nó chập thì chúng ta xem là nguồn xung chập hay là IC công suất chập. Lúc đấy chúng ta phải loại trừ thì một trong hai cái này. Cần kiểm tra xem nó chậm IC nguồn hay là IC công suất điều khiển động cơ. IC công suất, nếu chậm IC nguồn thì chúng ta sửa IC nguồn, chậm IC công suất thì chúng ta sửa theo IC công suất. Thì các cái sửa này chúng ta sẽ học xong, chắc chắn nó sẽ rơi vào một là chậm IC nguồn, hai là chậm IC công suất, nó dẫn đến cái điện trở lại nó cháy đen và đứt. Thì đấy là cái hiện tượng thứ nhất, bệnh thứ nhất. Bệnh thứ hai. Bệnh thứ hai. Hiện tượng bật công tắc không nghe tiếng dơ le đóng. Không nghe tiếng dơ le đóng và tất nhiên nó không lên nguồn. Dơ le đóng thì nghe nó to tách cả, đúng không? Không thấy gì cả và tất nhiên nó không lên nguồn. Máy không lên nguồn. Nhưng mà trở lại thì không cháy này. R72 không cháy này. Đo vẫn còn sống. Nhìn con đèn đỏ này, nhìn con LED này, này. LED này. Tắt. LED đỏ bị tắt. Quan sát LED đỏ trên bên. LED đỏ thấy tắt. Như vậy là bệnh này hỏng nguồn xung, sửa nguồn xung xong là xong nhá. Đây là nguyên nhân hỏng nguồn xung. Ta sửa nguồn xung là xong, sửa nguồn xung xong là chạy.
Bệnh số 3. Hiện tượng vẫn như lúc nãy, tức là hiện tượng bật công tắc không thấy dơ le đóng, nhưng có cái đèn báo này, nhưng có sáng đèn đỏ này, nhưng mà có sáng cái led đỏ nhưng mà vẫn không lên nguồn. Vì lên nguồn là nó phải chuông reo mới là lên nguồn, toàn bộ cái đèn hiển thị nó lên lên nguồn cái là nó kêu chuông ngay và trên cái boy thì nó sáng ngay. Chứ còn mỗi cái led này không thì không phải led có sáng led đỏ nhưng mà không lên nguồn. Thì cái bệnh này nguồn chạy rồi nhưng mà con này nó chưa chạy. Nguyên nhân nguồn xung đã chạy cho nên nó bỏ ngọt mới led đỏ mới sáng. Nguồn xung đã chạy mới led đỏ mới sáng, nhưng vì xử lý công suất thì không chạy. Vì xử lý công suất không chạy cho nên nó mới không có gì, không đóng dơ le. Thì để kiểm tra vi xử lý, chúng ta lại kiểm tra vi xét thạch anh. Đấy, mấy cái điều kiện nhá. Sau này chúng ta kiểm tra vi xét thạch anh. Đây là bệnh số 3. Bệnh số 4, hiện tượng khi bấm công tắc này, nghe tiếng dơ le cứ đóng tạch 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 liên tục. Khi bấm công tắc nguồn thì dơ le x71 đóng nhả liên tục, cái le này nó đóng nhả liên tục. Nguyên nhân con này không chạy hoặc đứt cái dây từ hai bên này sang nhau không được, là có một cái cáp rất nhiều dây. Vì xử lý phím không hoạt động, hai đứt cáp, chính cái cáp này đây này, hai bo nó thông nhau. Đứt cáp kết nối giữa hai bo, chúng ta kiểm tra xem cáp này có bị đứt không. Nếu mà cáp này mà tốt thì chúng ta kiểm tra vi xử lý phím, lại kiểm tra thạch anh reset các phím có chậm hay không. Nếu vi xử lý phím này mà muốn kiểm tra thì chúng ta kiểm tra thạch anh này, thay từ thạch anh này, kiểm tra phím này xem có chậm không này, tìm cái chân reset để kiểm tra này. Yeah. Bệnh thứ 5, cái sơ đồ này là 5 bệnh. Yeah. Hiện tượng máy mở lên nguồn chạy bình thường nhưng mà lại không tắt được, phải rút điện ra rồi mới hết.
mở được nhưng không tắt được. Có thể nó chạy cái chế độ tự động khi nó giặt xong thì nó tự tắt, nhưng mà chúng ta muốn tắt máy thì không tắt được. Thì cái này do cái đám này nha. Nguyên nhân đứt cái R91 200k, hỏng IC91 photo qua này. Thì chúng ta thay thử cái photo qua này trước xem có được không. Không được thì phải kiểm tra con này sẽ có đứt không. Rồi con này có đứt không. Đấy nó chỉ có rơi vào mấy con này, ba con này được nhá. Ba tất cả con này thì mở được nhưng lại không tắt được. Như vậy chúng ta đã được 5 bệnh. Tất nhiên có những cái bệnh chúng ta xử lý chúng ta cần phải học chi tiết hơn, đó là những cái bệnh liên quan đến khối này. Thì bây giờ chúng ta sẽ học cái khối này.